Tiếp tục giới thiệu đến các bác con kéo chữ P nha các bác. Kéo chữ P ạ. Ôi giời, kéo chữ P bên em. Bên em thì gồm có mà kéo chữ P hiện tại là đang có 4 size. À, đây là size 5.0 các bác này. Đây là 5.0 nhá. Còn đây là 5.5 này. Còn con này là 6 chấm này. Đã. Còn con này là 6.5 nhá các bác. Đấy. Các bác mua hàng thì để lại số điện thoại cho em nhá. Các bác mua hàng thì vào ấn vào giỏ hàng ở bên tay trái nhá, hoặc đây, hoặc là liên hệ cho em nhá. Các bác đang xem trên YouTube thì vui lòng liên hệ với em qua các kênh này, Zalo, Facebook, hoặc là có các bác có các nick của TikTok, Lazada, Sendor, Shopee thì vào đây cho em nhá. À, bên em kéo là bao sắc bén nha các bác, kéo chữ P bao sắc bén luôn nha các bác.